Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi. Đó là lý do kim ngạch xuất khẩu gỗ những năm gần đây không ngừng tăng lên. Với khoảng 4.500 doanh nghiệp, thu hút hàng vạn công nhân và trên 1 triệu hộ nông dân trồng rừng nguyên liệu, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cạnh tranh, yêu cầu về đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp tại nhiều thị trường xuất khẩu và dịch COVID-19 bùng phát, nhưng năm 2020, xuất khẩu các sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,5% so với năm 2019. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu lâm sản ước đạt trên 11,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành gỗ Việt Nam trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn từ sự thông thoáng của hệ thống pháp luật trong nước cùng với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được Việt Nam ký kết như CPTPP, EVFTA và hiệp định RCEP. Tất cả các hiệp định thương mại thế hệ mới đó thì nó thường sẽ có hai phần. Một cái phần là thuế quan. Thứ hai là một cái phần mà chúng ta gọi là các cái điều kiện mà mình gọi là kỹ thuật. Thế thì vì thuế quan đó thì không có nhiều cái đột biến. Tuy nhiên là các cái vấn đề khác á, thì nó đặt ra các cái thách thức về phát triển bền vững. Các cái vấn đề về môi trường, các vấn đề về lao động, các cái vấn đề về trách nhiệm xã hội. Và tôi nghĩ là đến thời điểm này thì cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nó cũng đủ lớn, đủ kinh nghiệm, đủ cái sức đầu tư cũng như là đủ tầm nhìn để chúng ta nhìn nó sâu hơn và bền vững hơn. Trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc là đầu tư ngược lại cho các cái chương trình về phát triển rừng bền vững, trong việc là xây dựng một cái bộ máy tổ chức nó ổn định, có những cái sản phẩm rất là căn bản, căn cơ, chủ động từ các cái khâu thiết kế đến khâu sản xuất, đến khâu nguyên liệu. Thế thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho chúng ta không có ngại gì khi mà chúng ta chắc chắn là phải thực hiện các hiệp định đó, nhưng mà chúng ta thực hiện với một cái vị thế nó chủ động. Tỉnh Yên Bái đến nay đã hình thành được vùng sản xuất gỗ nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng trong và ngoài tỉnh, với các sản phẩm chủ yếu là ván bóc, gỗ ghép thanh, gỗ ván ép. Tuy nhiên, sản xuất lâm nghiệp và công nghiệp chế biến gỗ còn hạn chế về năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng cũng như chưa tận dụng được tối đa tiềm năng đất đai. Để Yên Bái trở thành một trong những trung tâm cung cấp nguyên liệu và chế biến gỗ rừng trồng của vùng Trung Du miền núi phía Bắc, các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất lâm nghiệp, chế biến gỗ cần đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp. Ở Yên Bái thì cũng có rất là nhiều chính sách và những cái giải pháp để nâng cao cái tỷ lệ che phủ rừng, phát triển cái kinh tế lâm nghiệp của tỉnh. Mục tiêu tức là phấn đấu trở thành cái trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của cái vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Thế ở đây thì cái diện tích che phủ rừng được các tỉnh, các cấp, các ngành đều quan tâm để tăng lên, ví dụ như 2015 thì diện tích che phủ rừng mới có 62%. Nhưng tôi phấn đấu, Yên Bái phấn đấu đến 2025 thì diện tích che phủ rừng nó phải đạt 65%. Thế và diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 40.000 ha. Thế và rừng trồng thì theo cái hướng là chất lượng, giá trị trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững, tức là chứng chỉ FSC. Thì phấn đấu đến 2025 thì trên 100.000 ha rừng được cấp cái chứng chỉ này. Nâng cao chất lượng giá trị rừng trồng bằng cách thực hiện trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững FSC là cách đi đúng đắn đang được nhân rộng ra toàn tỉnh. Đến nay, Yên Bái có hơn 12.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng FSC. Phấn đấu khoảng 4 năm tới sẽ có khoảng 100.000 ha rừng được cấp chứng chỉ. Tỉnh đã xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, giúp các hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý FSC. Theo đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình cá nhân trồng rừng theo FSC có sử dụng các giống tiến bộ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được các cơ quan chức năng công nhận sẽ được hỗ trợ chi phí mua cây giống. Cái phần các doanh nghiệp muốn phát triển được thì phải có những chứng chỉ rất quan trọng. Các cái chứng chỉ, không nói vậy là chứng chỉ nhưng mà nó là những cái đòi hỏi bắt buộc, đó là COC và FSC. Đối với các sản phẩm được chế biến từ gỗ thì chứng nhận FSC là một trong những tiêu chí quan trọng
giúp cho nhà sản xuất và người dùng truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng của sản phẩm. Chứng chỉ rừng FSC giúp hiệu quả kinh doanh của công ty được phát triển hơn và mở rộng hơn nữa các thị trường kinh doanh ra nước ngoài, có thêm nền tảng khách hàng đa dạng, tạo doanh thu cao hơn. Ngành gỗ hiện nay đang là một trong những ngành kinh tế phát triển năng động nhất của Việt Nam. Ẩn chứa đằng sau sự thành công của ngành gỗ là vai trò hàng triệu hộ nông dân trồng rừng, những người tạo ra nguồn cung gỗ nguyên liệu rừng trồng hợp pháp dồi dào cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Liên kết giữa các hộ trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu là một trong những khâu then chốt cho sự phát triển của ngành, cần được đẩy mạnh trong tương lai. Cái nguồn nguyên liệu ổn định và cái nguồn gốc gỗ hợp pháp thì đấy cũng chính là cái điều kiện để chúng ta hỗ trợ cho ngành phát triển một cách bền vững và được thị trường quốc tế công nhận và thừa nhận một cách chính thức. Vì thế chúng ta có điều kiện để chúng ta phát triển một cách ổn định mà không bị những cản trở bởi những quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp của thế giới, cũng như là cái cách nhìn của thế giới đối với ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam chúng ta là một ngành công nghiệp sản xuất sạch và xanh, chứ không phải gắn liền với sự phá rừng hoặc phá hoại cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Có thể nói các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đi vào thực thi đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, giúp doanh nghiệp gỗ Việt Nam tiệm cận vị trí mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ hiện có với khách hàng toàn cầu, thúc đẩy gia tăng xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và nhiều khu vực, nhiều quốc gia. Năm tới tiếp theo chúng tôi vẫn tin rằng cái ngành gỗ Việt Nam sẽ được tăng trưởng như những năm vừa rồi, là có nghĩa là hai con số. Bởi vì hiện nay cái chuỗi cung ứng đã thay đổi rất nhiều. Các nhà mua hàng từ các nước khác đã vào để mà mua hàng tại Việt Nam càng ngày càng nhiều. Và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt cũng càng ngày càng trưởng thành và đủ sức để cung ứng những cái đơn hàng lớn. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hướng tới việc tạo ra một môi trường kinh doanh cởi mở, thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư sản phẩm gỗ. Về thuế suất, các nước ký hiệp định thường đưa ra ưu đãi mức thuế nhập khẩu về ngay 0% hoặc trong 4 đến 6 năm cho ngành gỗ Việt Nam, giúp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm gỗ Việt Nam với các sản phẩm từ các nước xuất khẩu gỗ khác.